Ok, shop Lợi Slingshot xin chào toàn thể tất cả các bạn đam mê ná cao su. Hôm nay thì mình xin giới thiệu đến cho các bạn một cái ná Hero Mag VIP phiên bản 5 mốc titan có 5 châm. 1, 2, 3, 4, 5 mốc titan có 5 châm các bạn nhé. Đấy, 5 mốc titan, đít cố gắng 5 châm. Đó, lên vân chống đồng và khắc tên lên trên ná theo yêu cầu. Thì các bác chú ý rằng là đây là phiên bản ná Hero VIP nhất các bác nhá. Cái chiếc ná Hero này được làm rất là công phu. Nói chung được làm rất là công phu, tỉ mỉ từng tí một. Thì các bác phải hiểu rằng là riêng chiếc Hero này bo mài và làm ốc này thì phải thợ VIP mới đảm nhận được một cây này các bác nhá. Thợ VIP này thì đòi hỏi là phải có tay nghề cao, đồng thời phải có đầu óc mỹ thuật tốt thì mới có thể xử lý được một cái cây ná như thế này. Thì các bác thấy rằng là một cây ná này được làm rất là chỉnh chu, rất là đẹp. Đó, nó rất là đáng tiền. Giá của nó là 650.000 bao phí ship các bác nhá. Đó, số điện thoại thì em để trên đỉnh video này. Đó, số Zalo luôn. Các bác muốn mua hàng thì các bác liên hệ vào. Hàng này thì là hàng em quay em trả cho bác Chí Dũng. Bác Chí Dũng này đặt ở bên em rất là nhiều cây rồi. Đó. À, cái tên khắc Chí Dũng này nghe rất là quen. Như vậy em biết bác này là có đặt ở bên em rất là nhiều. Bởi vì một số trong quá trình khắc tên thì em có nhớ một số bác đã đặt bên em rất là nhiều. Thường người ta đặt một cây thì người ta sẽ đặt thêm vài cây nữa. Bởi vì là hàng rất là chất lượng và giá thì là rất là cạnh tranh. Đó, cây này là hàng 7.5 các bác nhá. Cây Hero này 7.5. Dòng Hero này khi các bác đã bo mài hoàn thiện như thế này á, đã bo mài hoàn thiện như thế này thì cây Hero và cây Hero một khi mà đã lên ốc titan đầy đủ như này này. Đấy, đem quay như vậy cho nó rõ hơn ha. Một khi mà đã lên được 5 mốc titan mà có 5 châm này thì cây Hero lại trở thành một phiên bản rất là giá trị các bạn nhé. Đó, một cây Hero này rất là giá trị. Nếu mà các bác lên được phiên bản VIP này thì các bác mới nhìn được cái vẻ đẹp của cây ná Hero. Đó, các bác thấy không? Nó đẹp, rất là đẹp luôn. So sánh với những mẫu ná đình đám trên thị trường như mẫu ná Ưng Vương hoặc là một số dòng ná khác thì Hero này nếu mà nói về mức độ gia công thì khó hơn. Khó hơn các bác nhé, khó hơn. Đó, và nếu mà nói về cầm thì nó sẽ chắc tay, rất là chắc tay hơn, bởi vì cơ bản nó có những cái đường lượn này. Khi các bác bám tay vào đây thì nó tạo ra những cái đường bám tay ha. Đường bám tay giúp cho các bác cầm cảm giác rất là sướng tay. Đấy, cầm rất là sướng tay và bắn thì rất là chuẩn. Thì trong quá trình làm thì em những cái dòng ná VIP thì thông thường em sẽ gắn sẵn dây cho các bác như thế này. Em gắn sẵn dây và em kiểm tra hết các ngoằm kẹp là đảm bảo rằng là nó chắc chắn. Đó. Em test hết cho các bác để đảm bảo rằng là nó không bị lỗi lầm về ngoằm kẹp các thứ nhá. Em đã test, em test cẩn thận cho các bác luôn. Đó, em test kéo như này. Đấy, em test kéo hết là để đảm bảo rằng là cái ngoằm kẹp của nó chắc chắn, ốc không có bị lỗi lầm gì cả. Đó. Mình gắn dây sẵn luôn. Em gắn dây sẵn như này em gửi đến cho các bác để các bác test, nó cũng dễ dàng nhanh chóng. Và em cũng đã kiểm tra. Đó, điều đó thể hiện rằng là shop em rất là cẩn thận. Em kiểm tra từng ly từng tí một cho những cây ná VIP này. Em trau chuốt từng tí một các bác nhé. Em làm rất là cẩn thận để cho các bác nhận được những cái cây ná. Ví dụ các bác bỏ ra từ 500.000 đồng đổ lên thì các bác phải nhận được cái giá trị cây ná nó khác. Cái mức độ cẩn thận nó cũng phải cẩn thận hơn. Bởi vì những dòng ná này thì nó đối với em là 500.000 đổ lên thì là một cái cây ná giá trị rồi, cây ná được gọi là cây ná VIP rồi, dòng ná cao tiền rồi. Đó, ở bên em là dòng ná nếu mà từ 500 đến 600 đến 650 là các bác sẽ lấy được những cây ná cực kỳ gọi là VIP ở trên thị trường. Đó là như vậy. Có thể các bác không để ý đến dòng ná Hero này, nhưng nếu ra được cái phiên bản Hero Mag này, đây em khắc cái biểu tượng Mag như thế này ha. Có khắc cái biểu tượng Mag này và có lên vân chống đồng này thì nó mới lột tả được hết cái vẻ đẹp của cây ná Hero. Đấy, các bác thấy không? Đó, nếu các bác nhận hàng thì các bác sẽ không bao giờ hối hận nếu các bác đã đặt con ná Hero này nhé. Các bác không bao giờ cảm thấy hối hận nếu các bác cần con ná trên tay. Em cam kết điều đấy. Còn bác nào nhận ná trên tay không ưng
thì cứ gửi lại em sẽ hoàn lại tiền cho bác đó. Cam kết cho các bác là lỗi thì một đổi một đấy, không ưng thì em hoàn lại tiền nhé. Phiên bản này rô vít mẹc này có nam châm này thì em đã nâng cấp lên đến cái phiên bản như hiện tại em đang quay bây giờ là một phiên bản đẹp nhất đó, đẹp nhất rồi. Hiện tại thì em cũng chưa nghĩ ra cái cách nào để làm đẹp hơn cái phiên bản này nữa. Thì đây là phiên bản hiện tại em đánh giá đây là phiên bản VIP và đẹp nhất. Thì các bác có thể liên hệ vào số điện thoại ở trên đỉnh Zalo này để các bác đặt hàng nhanh chóng. Đó. Em còn một số cây nữa thì các bác có thể đặt, em sẽ gia công cho các bác nhá. Hàng này là hàng gia công. Nên vậy thường ít nhất nhanh nhất thì cũng phải 3 ngày sau mới có để gửi hàng cho các bác, chứ không phải là có gửi hàng liền. Đấy, từ các công đoạn bo mài, bo tay các bác nhá. Hàng hoàn toàn là thợ VIP bo tay hết, làm thủ công. Làm thủ công thực sự cái giá trị của nó là cây ná này làm thủ công đấy các bác. Đó, nó làm thủ công chứ không phải nó làm công nghiệp đâu nha. Các bác lưu ý điều đấy. Đấy. Rất là đẹp. Em trau chuốt từng con ốc cho đến cái viền cạnh đấy. Các bác đến nơi các bác được kiểm tra, còn không ưng ý điểm nào thì các bác có thể gửi lại đổi trả hoặc là khiếu nại hoàn tiền. Đó. Sau cam kết cho các bác là như thế. Đó. Thế này. Từng chi tiết, nói chung là em rất là làm ra những cái ná VIP thì em thường em sẽ ngắm rất là kỹ. Em ngắm rất là kỹ và em soi nó một số chi tiết khi nào nó cảm giác đó là nó là một cây ná ổn. Ổn thật sự là em ưng ở trong tầm giá đó rồi ấy, thì em mới gửi cho các bác. Tất nhiên trong tầm giá thì cái độ tỉ mỉ như thế này thì gọi là em làm là quá ok rồi. Đó, còn nếu mà như em làm nếu mà đến ná tiền triệu thì nếu mà một cây ná 1 triệu thì có lẽ em sẽ phải dành ra khoảng cỡ tầm ít nhất là hơn một ngày để trau chuốt cho một cây ná đấy. Nếu mà làm là một cây ná tiền triệu thì các bác phải bỏ một cái công 1 đến 2 ngày công. Tức là một cây ná đấy chúng ta chỉ làm thôi, làm từ sáng đến tối là chỉ làm một cây thôi. Đó là những cây ná tiền triệu thì chúng ta sẽ phải bỏ ra 1 đến 2 ngày công các bác nhá. Bởi vì công thợ bây giờ một công thợ thì cũng phải bèo nhất 200 đến 300 ngàn một ngày. Nếu các bác bỏ ra 2 ngày công mà các bác làm một cây ná, có nghĩa là tiền công một cây ná nó tầm khoảng cỡ là 500 đến 600 ngàn tiền công. Đấy, như vậy một cây ná mà tiền triệu nó là chuyện hết sức bình thường thôi. Đấy, quan trọng cái công, gia công. Như cây ná hero này nếu mà các bác làm á thì không biết là bao nhiêu ngày các bác mới làm xong được một cây ná hero như thế này. Ha. Đây là rất là cẩn thận nhé. Tiền công, tiền đầu óc kỹ thuật, tất cả các chất xám đổ vào. Một số các bác nghĩ rằng là làm một cây ná rất là đơn giản, nhưng mà các bác cứ thử cầm máy lên, các bác thử làm một cây ná, các bác sẽ hiểu được rằng là người làm ná người ta sẽ phải trải qua những công đoạn như thế nào. Rất rất là chông gai, rất là nhiều thử thách mới làm được những cây ná đẹp, và phải rất mất rất nhiều thời gian mới rèn giũa lên được một cái thợ đỉnh và thợ VIP các bác nhá. Đó. Thì các bác theo dõi video, các bác nếu mà hiểu về cái người làm ná thì các bác nhấn một like, một chia sẻ, nhấn đăng ký kênh ở góc phải video này này. Đó, để các bác ủng hộ cho shop. Shop sẽ ngày càng có những cái mẫu ná đẹp đỉnh và bán giá ok cho các bác trên thị trường. Trên thị trường chiếc ná này, nếu các bác mua được một chiếc ná này ở trên thị trường, không bao giờ dưới 1 triệu các bác nhé. Không bao giờ dưới 1 triệu, em đảm bảo với các bác luôn. Nếu các bác mua một cây ná hero này không bao giờ dưới 1 triệu. Để được một cái cây ná như thế này, giá không bao giờ dưới 1 triệu, em cam kết điều đấy cho các bác luôn. Bên em sẽ bán cho các bác giá 650 ngàn bao phí ship, vân chống đồng và khắc tên như thế này. Đó. Em bán giá làm quen cho các bác. Đó. Đảm bảo với các bác luôn. Cái này nếu mà 650 ngàn chắc nó chỉ đủ tiền công để làm cây ná này thì nó đúng hơn. Đó. Đấy, làm rất là cẩn thận các bác nhé. Đó, làm lấy thương hiệu. Rồi, một lần nữa xin chào tạm biệt tất cả các bác đã theo dõi video. Em cũng xin cảm ơn các bác đã dành bớt chút thời gian để xem em ghiêu mẫu ná và em nói về cái công đoạn làm ná đó. Thì ở những video phần sau nữa thì hy vọng là em sẽ có những cái mẫu ná nó tuyệt vời hơn đấy, sau này sẽ có những cái mẫu ná nó mang tính đột phá hơn nữa, thì mong tất cả các bác ủng hộ. Rồi, xin chào các bác.